Bất động sản Nhật Nam chiêu trò lùa gà đã không còn xa lạ với mức lãi suất cam kết lên đến 46% trên một năm. Liệu công ty này có đầu tư bất động sản hay các dự án thật sự? Anh chị cùng xem hết video nhé. Thì trước khi bị sa lưới thì bất động sản Nhật Nam là lớn nhanh như thổi. Chặng đường phát triển của công ty được đánh giá là quá nhanh và dễ dàng. Công ty cổ phần bất động sản Nhật Nam do bà Vũ Thị Thúy sinh năm 1983 làm tổng giám đốc, còn được biết đến là vợ của nam ca sĩ Chiếc Khăn Gió Ấm. Thì ngoài trụ sở chính tại thành phố Hồ Chí Minh còn có 12 chi nhánh trên cả nước đang sở hữu quy đất lớn với vị trí đắc địa tại nhiều tỉnh thành trong cả nước như Hà Nội, Thanh Hóa, Buôn Mê Thuột hay là Hòn Đảo Ngọc, Phú Quốc. Được biết là công ty bất động sản Nhật Nam đang sở hữu khối tài sản vững chắc và đa dạng ngành nghề như là nhà hàng, khách sạn, karaoke hay cà phê cao cấp. Tuy nhiên, bất động sản vẫn là lĩnh vực chủ lực của công ty này. Nhìn lại chặng đường phát triển của Nhật Nam cho thấy sự phát triển nhanh như thổi. Cụ thể vào năm 2019, công ty sở hữu hơn 5.000 m2 đất sạch. Thì đến năm 2021 đã mạnh dạn lấn sân vào lĩnh vực phát triển dự án khi cho ra mắt dự án khu biệt thự cao cấp Nhật Nam Sơn Tây Hà Nội với tổng là 39 căn có diện tích là hơn 16.000 m2. Hầu hết các dự án đánh dấu bước chuyển mình của bất động sản Nhật Nam đều nằm ở vị trí đắc địa thì có khả năng sinh lời cao thì lợi nhuận cao nên mới có cái tội là lạm dụng và chiếm đoạt tài sản hơn 10.000 người với số tiền lên tới hàng nghìn tỷ đồng. Và với số tiền trên, bà Thúy có thể chịu mức án cao nhất là chung thân. Thì bà Vũ Thị Thúy đưa sai thông tin sự thật về các dự án cam kết mức lãi suất từ 32 đến 46% để người dân tin tưởng gửi tiền vào công ty với hình thức hợp đồng hợp tác kinh doanh, sau đó lấy tiền của người sau trả lãi cho người trước. Khi không còn ai vào nữa thì hệ thống này gãy là điều bình thường, đúng không ạ? Đúng với câu nói là lợi nhuận càng lớn thì rủi ro nhận lại càng cao. Xin chia buồn với các nhà đầu tư. Vậy thì theo anh chị thì bao nhiêu lâu nữa những anh chị đầu tư ở công ty bất động sản Nhật Nam mới nhận lại được phần tiền mình đã đầu tư vào, anh chị nhỉ? Vâng, và lời cuối cùng thì đừng quên ấn follow Minh Adam để nhận những thông tin hay về thị trường bất động sản trong thời gian tới. Xin chào.